Nga xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2021, Chủ nhật. Trong cái video hôm nay, Nga xin kính gửi đến quý vị những thông tin như sau. Các thượng nghị sĩ bên Cộng hòa đưa ra cái gói cứu trợ mới đó là 600 tỷ đô la. Trong đó có sứ mệnh chắc 1.000. Tại sao là 1.000? và không là trên hoặc là dưới 1 ngàn. Nga kính mời quý vị theo dõi cái phần chi tiết trong cái gói cứu trợ này. Và cái phần sau đó là cái phần cập nhật tiền thất nghiệp số tiền 300. Nga đọc khá nhiều cái câu hỏi của quý anh chị cho nên nó là, là Nga xin được phép là cập nhật cái phần này. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Và Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Đồng thời ủng hộ kênh, nhấn like, Nhắn share. Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, Nga xin được phép là trong cái phần mà tự đề đó quý vị, Nga xin được phép ghi tiếng Anh cho nó gọn á, nhưng mà Nga giải thích là bằng tiếng Việt trong đây. Cho nên là Nga kính mời quý vị quan hệ với Nga ha. Gói cứu trợ mới là 600 tỷ đô la. What là cái gì? Chính là là 600 tỷ là đề xuất mới. Who là ai? Là 10 thành viên của bên đảng Cộng Hòa. When, khi nào? Hôm nay, Chủ nhật 31 tháng 1 năm 2021 đã đưa ra where, ở đâu, ký thư và gửi lên Tòa Bạch Ốc Tổng thống Biden. How? Là bằng cách nào? Tất nhiên là người ta nói rằng người ta sẽ tiết lộ cái chi tiết vào hôm thứ hai là ngày mai và hy vọng cái khả năng lại là thông qua. Và phần cuối cùng là why? Tại sao? Tại sao là 1.000 đô la mà không phải là trên, không phải là dưới? Nga Kính mời quý vị theo dõi tiếp với Nga cái phần chi tiết. 600 tỷ đô la. 10 thượng nghị sĩ bên Đảng Cộng hòa đã đề xuất một cái kế hoạch là thay thế cho cái kích thích Covid-19 trị giá 600 tỷ đô la mà họ nói rằng sẽ nhận được cái sự ủng hộ của lưỡng viện, đồng thời thúc giục một cuộc gặp với tổng thống Joe Biden để mà thảo luận về cái gói cứu trợ này các thượng nghị sĩ cho biết họ sẽ có cái kế hoạch là tiết lộ cái kế hoạch của mình vào hôm thứ hai và bao gồm là các cái, và bao gồm là cái đề xuất tiếng mặt chắc là trực tiếp lên đến là 1.000 đô la. Ông Brian Dees, là giám đốc hội đồng kinh tế quốc gia của tòa Bạch Ốc cho biết rằng ông nói rằng là chúng tôi đã nhận được cái bức thư và chắc chắn là sẽ xem xét nó trong ngày tất nhiên là ông nói trong ngày tất nhiên là của cái ngày này là hôm nay là chủ nhật đó quý vị và thượng nghị sĩ là cô Susan Collins của tiểu bang mê người đã nói chuyện với tổng thống Biden tuần trước qua điện thoại và cũng là người mà đang dẫn đầu cái nỗ lực này và cái nhóm mà thượng nghị sĩ là được coi là trung tâm thì như là quý vị biết là cô Lisa này nè, cô Lisa lại cổ là một cả à, trong những là thượng nghị sĩ thuộc về bên Cộng hòa mà cổ là một thượng nghị sĩ của tiểu bang Alaska, cổ là một cũng là một người khá nổi tiếng đại diện cho lãnh đạo bên à, Cộng hòa là người đã cũng có tham gia ký vào trong cái thư mà đưa lên cái gói cứu trợ 600 tỷ lần này và 10 cái thành viên bên Cộng hòa là ai thì Nga sẽ kính mời quý vị theo dõi tiếp cái phần sau đây. Có 10 thành viên bên Cộng hòa trong hội đồng là rất quan trọng vì cái con số mà đạt được 60 phiếu bầu tại thượng viện để mà thông qua các cái dự luật theo cái thủ tục thông thường thì hiện tại là đã có là 10 người trong cái số là 60 người này rồi nó sẽ mang lại cái hy vọng về một cái dự luật lưỡng viện nhanh chóng để mà giải quyết các cái nhu cầu cấp thiết bao gồm là cả việc là hết hạn tiền trợ cấp thất nghiệp nè ngay cả khi mà bên dân chủ là theo đuổi cái phần còn lại của cái đề xuất là cái đề xuất là phía bên ký 1.900 tỷ đó quý vị và ông Charles là thành viên của hội đồng cố vấn kinh tế tại tòa bà đốc cho biết trên đài Fox News rằng tổng thống Biden là hoàn toàn là sẵn sàng để mà đàm phán cái gói cứu trợ 600 tỷ này. Ông nói rằng rất vui khi mà biết họ đã có mặt trong cái lá thư này. Trước nhiên là ông ông Jared đó, ông đã nói trong cái điều này. Nhưng chúng tôi cần tìm hiểu thêm về cái điều đó Hiện tại là chúng tôi đang ở một cái vị trí mà sự chậm trễ và không hành động ngay là sẽ là ngăn cản cái việc là tiến lên phía trước, ý là ông nói là đang ký vị thế là sẵn sàng luôn. Dạ. Một trợ lý của bên Cộng hòa trước đó cũng cho biết rằng là khoảng là cái gói cứu trợ lần này là khoảng 500 tỷ đến 600 tỷ so với cái kế hoạch là bên tòa Bạch Ốc là cái khoản kích thích là 1.900 tỷ đô la mà bên nhà lập pháp của bên Cộng Hòa là bác bỏ cái gói cứu trợ là 1.900 tỷ này. Và cái ngân phiếu mà kích thích nhắm cái mục tiêu á, thì trong đó đó, trong cái bức thư á, mà cái nhóm mà 10 người của bên Cộng Hòa này cho biết rằng là họ ủng hộ trong đó là có 160 tỷ đô la cho cái biện pháp là kiểm soát virus và một số cái hình thức stream lực chắc trực tiếp và có mục tiêu hơn. Trong cái phần này, why, tại sao, tại sao là cái tấm chắc 1.000 mà không là trên 1.000 hoặc là dưới 1.000? Đây là cái lý do. Ông Cassidy, đại diện cho bên Cộng hòa, đề xuất cái khoản thanh toán kích thích, nói rằng sẽ cao hơn 1.000 đô la. Ông nói thêm rằng, đã có cái phân tích rất tốt rằng trên một cái mức thu nhập nhất định cái số tiền đó là sẽ không được chi tiêu. Tất nhiên là ý ông nói rằng nếu như mà theo như các nhà phân tích đó, nếu như mà đưa trên 1.000 đô la thì có nghĩa rằng người dân sẽ không sử dụng hết cái số tiền đó tất nhiên là người ta muốn kích cầu, muốn thúc đẩy lại cái nền kinh tế. Tất nhiên là người ta muốn đưa cái tấm chắc ra để cho mà người dân chi tiêu, để thúc đẩy cái nền kinh tế vượt dậy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu như mà đưa trên 1.000 thì tất nhiên là người dân không có chi tiêu hết 1.000. Đó. tất nhiên là đưa 1.000 hoặc là dưới 1.000 thì người dân có thể là dùng cái sticker chắc này để mà chi tiêu trở lại, mua hàng hóa trở lại để mà kích cầu, để mà vực dậy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là cái dưới lý do tại sao mà bên Cộng Hòa người ta đã đưa ra cái lý do và đưa cái mức là 1.000 đô la. Như vậy thì trong cái túi mịch trong cái gói cứu trợ này, cái điểm chung là gì giữa bên Cộng Hòa và bên Dân Chủ thì cái điểm chung của cái gói cứu trợ là gì? Cái kế hoạch bên Cộng Hòa là sẽ có nè, cả các cái chi phí là chăm sóc sức khỏe mà tổng thống biden có trong cái đề xuất của ông và ông portman cũng nói rằng không có đưa ra cái chi tiết nhưng mà ông Cassidy cho biết cái đề xuất này sẽ phù hợp với cái khoản tài trợ được đề xuất trước đó của bên tòa bạch ốc cho cái việc là trong đó là cái việc là phân phối vaccine như vậy là có hai cái điểm chung một là cái việc là chăm sóc sức khỏe và trong đó đó là có cái việc là phân phối vaccine và như vậy, đó là một cái điểm. Và một cái điểm nữa là bên Cộng hòa đó thì là đưa ra cái phản đối việc là bên Tòa Bạch Ốc là cố gắng sử dụng cái gói để mà tăng cái tối thiểu là của cái quốc gia tăng lương tới thủy của quốc gia lên là 15 đô la mỗi giờ. Và cái thẻ tín dụng trẻ em và cung cấp cái viện trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương. Đây là những cái điểm mà bên Cộng hòa là không đồng ý. Và như vậy là hy vọng tuần tới là có những cái um, bàn thảo thương lượng tiếp trong cái uh, gói cứu trợ lần này. Như vậy, hù là ai? 10 thành viên của cái Cộng hòa trong cái uh, ký cái thư gửi lên trong cái gói mà 600 tỷ đô la này là những ai. Trong đây đó quý vị, thì trong đó là các cái thượng nghị sĩ khác đã ký vào cái lá thư là hôm Chủ nhật. Đó. Tất nhiên là bao gồm là, là bên của thượng nghị sĩ là ông Todd Young, ở bên Indiana nè, ông Mike là của South Dakota. Ông Mitch Rumi là một nhân vật cũng là khá nổi tiếng đó quý vị của tiểu bang Utah. Là cô Sally Moore là của West Virginia và ông Jerry Moran là của Kansas và ông Tom là của North Carolina. Đây là những người đây là những người trong cái số là 10 thành viên trong cái Cộng hòa đã ký vào cái tức bức thư mà đưa lên cái gói cứu trợ là 600 tỷ đô la lần này. Ơn, Nga xin được phép cập nhật những cái thông tin mà số tiền 300 đó quý vị. Thì Nga xem lại trong cái bản này đó quý vị, cái bản của cái trang Nga PUA đó thì chưa có có cái gì mà mới so với cái thông tin mà Nga chia sẻ hôm qua đó quý vị hôm qua cái video trước ha nhưng bây giờ đó là nga xin chia sẻ cái hai cái vấn đề này để mà quý vị uh, theo dõi tham khảo một lần nữa ha là trong cái vấn đề này cái phần bên California các anh chị cũng hỏi rất là nhiều. Trong cái phần này á là nếu như mà các anh chị vẫn còn cái nút mà Rio Open Your Claim thì các anh chị nếu như mà không có tự động sửa thì các anh chị gọi vào. Các anh chị cô chú đã chia sẻ lần rằng là các anh chị cố gắng gọi vào và trước đó nghe cũng chia sẻ cái phần mà các anh chị đã chỉ cái cách mà cái mẹo gọi vào trong tiểu bang đó quý vị thì quý vị gọi vào thử ha. Và các anh chị cũng chia sẻ rằng khi mà gọi vào thì người ta giúp được rất là nhanh luôn sau khi mà dùng cái idm quý vị cái gì? quý vị phải làm cái idm rồi sau đó đó là quý vị certify và sau tích tắc cỡ khoảng một tiếng sau thì có tiền đó là california còn indiana cũng là hai phần trong đây cái là EB chương trình mở rộng thì đã trả là ngày 11 tháng 1 và những anh chị nào mà PUA, PEUC thì người ta bắt đầu trả là 22 tháng 1 mà nếu như mà các anh chị chưa có nhận được thì các anh chị tiếp tục sớ tài file nha các anh chị dạ và tiếp tục theo dõi cái email nè cái tin nhắn và có hồ sơ của các anh chị bên Michigan cũng có là các chị đã cũng chưa quý vị cũng chưa có nhận được á thì trong đây có ba phần một phần đó là UI nè là cái phần W2 là EB mở rộng thì cũng đã trả ngày 11 tháng 1 và PUA PEUC mà những các anh chị nào mà còn tiền trong tài khoản thì trả ngày 20 tháng 1 nhưng mà các anh chị nào là PUA, PEUC mà đã hết tiền trong tài khoản thì vẫn được trả Nhưng mà trả lâu hơn, tất nhiên là 30 tháng 1 Tất nhiên là hôm nay là 31 thì có thể là tuần tới là các anh chị là kiểm tra các tài khoản ha Và tiểu bang Ohio là cũng có hai cái trường hợp Một cái trường hợp là PEUC là các anh chị là còn đã hết tiền nè Và cái ngày trả đó là 31 tháng 1 Và và PUA mà đã hết tiền thì là chả xa hơn một chút đó là 26 tháng 2 vừa trí nè thì những anh chị nào mà hết tiền là PUA, PEUC thì cũng là sẽ trả được vào ngày 28 tháng 1 và các anh chị chưa có nhận được thì các anh chị tiếp tục certify và theo dõi cái hồ sơ của mình và cái phần cái tiếp là Wisconsin cái phần này anh chị cũng có một vài anh chị hỏi đó cho nên nghe vào đó các anh chị thì trong đây á nếu như mà cái tài khoản của các anh chị mà vẫn còn tiền chứ nghe nè không có nè chưa có cạn kiệt tiền vẫn còn đó là pua nè thì các anh chị là tiếp tục là certify hàng tuần để mà tiếp tục là các anh chị được trả còn nếu như mà các anh chị nào là nghỉ một thời gian rồi mà bây giờ là thất nghiệp trở lại thì quay trở lại hoặc là hết tiền rồi cái tài khoản hết tiền rồi thì trong cái trường hợp đó tiểu bang wisconsin là nói rằng là các anh chị cần phải nộp hồ sơ mới cho cái chương trình pua và như các anh chị nha, đó là tiểu bang Wisconsin. Các anh chị lưu ý phần này ha. Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.